hé lộ cuộc sống trong tù của Châu Việt Cường, hối hận muộn màng khi ngày mẹ mất không thể chịu tan. Sau vụ nhét 33 nhánh tỏi vào miệng bạn gái khiến cô qua đời, Châu Việt Cường giờ đây đang dần trả giá cho những sai lầm của bản thân trong quá khứ. Châu Việt Cường từng là cái tên được khán giả vô cùng yêu mến vì tài năng và những đóng góp trong âm nhạc của mình. Nam ca sĩ sinh năm 1984 là chủ nhân của nhiều bản hit như Anh xin lỗi, Bạc trắng tình đời, Bắt đầu một kết thúc, đừng mua hạnh phúc bằng tiền, vân vân. Thế nhưng lắm tài thì nhiều tật, Châu Việt Cường thay vì tập trung cho sự nghiệp thì lại sa đà vào nhiều tệ nạn. Tháng 3 năm 2019, Châu Việt Cường bị Toán Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội giết người, tàn trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, nam ca sĩ trong cơn ngáo đá đã, đã nhét 33 nhánh tỏi vào miệng bạn gái khiến cô qua đời. Tại phiên tòa xét xử, nam ca sĩ bị tuyên 13 năm tù về tội giết người và bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, vì đã bồi thường đủ số tiền và được mẹ của cô gái đồng ý xin giảm án, nên Châu Việt Cường được giảm án 2 năm, bản án cuối cùng là 11 năm tù giam. Xuất hiện trong một bài phỏng vấn của truyền hình quốc hội mới đây, Châu Việt Cường lần đầu có cơ hội chia sẻ về cuộc sống trong tù của mình. Nam ca sĩ sinh năm 1984 cho biết, anh cảm thấy vô cùng hối hận vì những điều mà bản thân đã gây ra trong quá khứ, thay vì chăm chỉ làm việc thì anh lại sa đà vào những tệ nạn xã hội và gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể vãn hồi. Đặc biệt, cho việc Cường luôn canh cánh trong lòng lời xin lỗi gửi tới gia đình nạn nhân và người mẹ đã quá cố. Được biết, mẹ ruột của nam ca sĩ đã qua đời trong lúc Châu Việt Cường chấp hành án phạt tù. Không được gặp mẹ lần cuối và chịu tan, nam ca sĩ vô cùng đau khổ. Anh đã viết một bài hát để giải bày nỗi lòng, an năn hối hận của mình và nhờ một ca sĩ khác hát nếu bây giờ nói thì mẹ cũng không thể sống lại được tất cả mọi việc cũng đã xảy ra rồi nhưng tôi chỉ muốn qua những cái bài hát của tôi gửi gắm tất cả những cái sự ăn năn hối lỗi những cảm xúc của một đứa con đã gây ra tội lỗi cũng như là gửi tới tất cả mọi người trong xã hội mà còn cha còn mẹ hãy sống thật tốt đừng để một ngày mất mẹ như tôi